Phong độ hiện tại của Sông Lam Nghệ An thật khó để chấp nhận được nhưng niềm tin vào chiến thắng dành cho họ là vẫn còn nguyên. Sông Lam Nghệ An đã có những đầu tư thực sự bài bản và định hướng rõ ràng ở kỳ chuyển nhượng vừa rồi. Họ cũng có khởi đầu mùa giải tương đối tốt cho cho đến vài vòng đấu gần đây, chúng ta bắt đầu thấy những dấu hiệu của sự mệt mỏi từ đôi chân những cầu thủ. Trong 6 vòng đấu gần đây nhất đội bóng đến từ xứ Nghệ chỉ giành được duy nhất một chiến thắng. Hòa 2 và nhận tới 3 thất bại. Cùng với đó là sự nổi lên của những cái tên như Hải Phòng hay Bình Định. Sông Lam Nghệ An đã tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, Đà Nẵng còn có phong độ kém hơn nhiều so với Sông Lam Nghệ An. Thậm chí là toàn thua cả 4 trận đấu gần đây nhất trước những đối thủ là Hải Phòng. Viettel, Nam Định và một lần nữa với Hải Phòng. Trong chuỗi 4 trận thua đó Đà Nẵng chỉ ghi được duy nhất một bàn thắng. Còn sự sáng sủa thì có lẽ chỉ là con số không. Sông Lam Nghệ An đang không có được phong độ tốt nhưng xét riêng về thành tích sân nhà thì họ vẫn rất uy tín. Sau 7 trận tại Vinh, họ mới chỉ để thua một và có tới 4 chiến thắng, hai kết quả hòa. Do đó trước một Đà Nẵng cũng chẳng đâu đến đâu. Lựa chọn chắc chắn phải là Nghệ An rồi, chuỗi thua của Đà Nẵng vẫn chưa thể dừng lại đây. Ít nhất là cho tới khi họ tìm được động lực thi đấu mãnh liệt hơn. Ngoài ra sông Lam Nghệ An cũng là đối thủ khắc chế cứng của Đà Nẵng. Vậy nên đừng mơ mộng nhiều về thành phố ven biển rất đẹp này, sông Lam Nghệ An đang gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng tình cảnh của Đà Nẵng còn thảm hại hơn. Đó là cơ hội cho đội bóng xứ nghệ trong cơn buồn ngủ gặp chiếu manh. Từ việc có cơ hội cạnh tranh top 2 V-League lúc này sông Lam Nghệ An xa suốt và tụt xuống vị trí thứ 5 với 21 điểm. Họ kém top 2 đúng 5 điểm sau khi gây thất vọng với chỉ 1 phần 6 chiến thắng gần nhất, hòa 2 và thua 3 trận. Dẫu vậy mạch trận bất bại của đội bóng xứ nghệ vẫn là điểm sáng có thể kỳ vọng cùng với 5 trận tại v đội bóng này còn nối dài từ mùa trước và loạt giao hữu tới 9 trận không thua tại tổ ấm của mình. Trong khi đó Đà Nẵng đang thể hiện phong độ vô cùng thảm hại với 4 thất bại liên tiếp vừa qua. Con số này gần như lu mờ 3 chiến thắng mà họ có được liên tiếp trước đó, đồng thời đẩy họ vào khá nhiều áp lực ở trận đấu này. Đội hình dự kiến: Sông Lam Nghệ An, Văn Việt Ngọc Hải, Đình Đồng, Đình Hoàng, Văn Cường, Xuân Mạnh, Văn Đức, Ô Dông, Mark, Trọng Hoàng, Oseni, Ola Đà Nẵng, Tuấn Mạnh, Hoàng Quảng, Ivan Maric, Sĩ Nam. Duy Cương, Amit, Phi Hoàng, Huy Hùng, Viết Thắng, Wallison, Dos Santos, dự đoán tỷ số sông Lam Nghệ An và Đà Nẵng. 2 một Linh xem trực tiếp cập nhật trong mô tả video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ new. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.